mấy cả nhà ơi, em lấy chấm bi này ngày hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình ha. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị nói là mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đây mặc cho người, mã số sản phẩm là 1544. Đầm thiết kế sẽ là cổ V ạ. À, tay lỡi cho cả nhà mình ôm eo nè, dáng đuôi cá nha, dễ thương quá. Đầm em chỉ còn vài chục chiếc thôi, em sale rẻ cho chị em mình luôn với giá tiền chỉ có là 99.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Mã số điện thoại và có chia sẻ livestream cho shop 3 lượt là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha. Lâu lâu mới có một đợt sale hoành tráng như thế này chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Cho cả nhà mình thích thì mình chốt ngay cho em, cẩn thận kẹo hết ạ. À, em chào chị Hương Anh ạ, chào cả nhà mình mới vô. Chị Nguyễn Hồng có đơn hàng 1544 luôn nè. Dạ, giá 99.000 đồng thôi chị ơi. Đầm đẹp rẻ lắm luôn á. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1544 nha chị. Chị Cẩm Tú ok chốt đơn 1544 luôn, giá 99.000 đồng chị ạ. Và cái giá bình thường em chốt cho cả nhà mình trong bài livestream á, đầm này dán đầm body đuôi cá nha. Giá bình thường á là 420, nhưng trong bài livestream ngày hôm nay sale rẻ 99.000 đồng. Đầm mới 100%, không có bị lỗi gì hết trơn á. Nhận được đầm này em cho mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán. Dùng đơn 600.000 đồng còn được miễn phí cho hàng toàn quốc nữa. Rất là nhiều cái chương trình ưu đãi luôn, chỉ có áp dụng trong livestream thôi. Cả nhà mình đặt hàng chú ý lên đơn sớm sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1544, đặt hàng nhớ kỹ mã cho 1544 kèm số điện thoại. E70 mình mặc cho em size M sẽ vừa nha chị, tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Đặt hàng nhanh thì sao cả nhà ơi, chắc chắn là sẽ có đơn đó. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm là nó hết hàng nha. Chị Phùng Yến ok có đơn hàng, chị Thanh Tú ok chốt đơn luôn 1544 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1544 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ạ. À, đầm xinh dễ mang đúng không nè. Đầm may sót chị nhận được rồi nha, váy đẹp lắm, form xinh, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. À, thích mẫu đầm nào cứ việc bình luận phía dưới cho em đi cả nhà ơi, mã số sản phẩm 1544 và có luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh thì sao nè, em đảm bảo là sẽ có đơn cho mình đó. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm đó là nó sẽ hết hàng nha. Chị Viên Phạm ok có đơn hàng, chị Nguyễn Kim ok chốt đơn luôn 1544 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ nha. Chất liệu vải của đầm này là dòng vải von cá cao cấp cho mình. Váy này rất là mềm luôn, không những nó mềm nè, nhẹ tên và mặc lên phải nó rất là mát. Bên em thì phải trên cả trăm mẫu đầm nhưng mà chỉ có hai mẫu von cát cho cả nhà mình thôi ha, dòng cát Thái á cả nhà ơi. Mặc thích cực kỳ luôn, không những mềm nè, mát nè, nhẹ nè, vải không có sợ bị nhăn đâu nha. Hàng hiếm, lâu lâu mới có một đợt vải cát Thái cho mình về hàng chứ không phải lúc nào cũng có. 48kg mặc size M luôn chị. Đặt hàng cho em xin mã số vào. Em phải có hồ sơ chị em đặt hàng này cho chị cái chấm bi, cho chị em đang mặc cho người bình luận như vậy là sai rồi nha. Đặt hàng phải có mã số cho em. Nền vải sẽ là màu đen nè và có phối cho cả nhà những cái chấm bi nó khuyết khuyết như thế này ha. Tay lỡ nè, vai thì sẽ hơi phồng một chút xíu, phần tay này may thoải mái cho mình mặc không có sợ bị chật bắp tay đâu. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1544 nha chị. Đặt hàng lưu ý cái mã số cho em, thiếu mã không được nha. Rồi chị Quỳnh Nai ok có đơn hàng luôn, còn chị khách nào mình đặt hàng nữa lên đơn sớm nè. Mã 1544 kèm số điện thoại. Còn màu khác không sót, mỗi đợt em về đuôi cá cho mình em sẽ về cho mình các màu khác nhau. Có đợt thì em về hoa, có đợt thì về sọc caro, có đợt thì về cho cả nhà mình là màu trơn ha, ren đồ đó. Thì mỗi đợt em sẽ về cho mình một cái form và một cái màu khác nhau ha, cho mình cứ yên tâm đặt hàng. Đợt này thì mình đặt chấm bi cho em đi, chấm bi cũng không có giống những mẫu trước. Đợt này chấm bi cái mẫu của nó hơi khuyết khuyết như thế này nha. Đó, nó như thế này không phải bị lỗi thôi nha các chị ạ. Tại vì cái kiểu nó vậy đó, dễ thương quá trời. Rồi giá 99.000 đồng. Dạ 99.000 đồng đúng luôn chị ơi. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm và 1544 và số điện thoại. Có chia sẻ mấy lượt ạ? 3 lượt thôi là mình đã được giảm giá rất là lớn rồi. Đặt hàng nhanh thì chắc chắn là sẽ có đơn thôi, còn mình đặt hàng chậm là nó hết hàng nha, giá rẻ bất ngờ ạ. À, em ấy hoa ban đen ngày hôm nay chính thức lên sóng sale luôn cho chị em mình ạ. À, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1523 nha. Nhìn thấy cái gam màu thôi là mình đã mê rồi đúng không nè. Những cái gành hoa hồng trải đều trên nền vải cho cả nhà mình rất là sang luôn. Thì em ấy này hiện tại em đang có cho cả nhà mình đó là chỉ còn có hai size thôi, 40kg cho tới 55-56kg ha. Em tới đây tầm 75-76 đổ về mình đẹp thoải mái. Chất liệu vải von hàng cao cấp nha. Váy này thì rất là đẹp luôn, không những mềm nè, nhẹ tên, mặc rất là mát luôn, không sợ bị nhăn nè. Giặt tay giặt máy
thoải mái, không có sợ bị chảy chỉ hay bị tưa vải gì đâu, da đẹp lắm rồi nhỏ ơi. Vé máy này ngày hôm nay em đang có một cái chương trình sale lớn, từ 420 xuống chỉ còn có 199.000 đồng thôi. Đây cả nhà nhìn giùm em những cái cành hồng nè, đó hoa hồng màu cam cam nha, đỏ đỏ hồng hồng, điểm thêm cho mình vài cái hoa màu xanh coban như thế này, nhìn cái gam màu của mình nó sẽ sáng hơn nha. Hoa hiện lên trên mặt vải, hoa ẩn ở phía dưới cho mình nè. Trời ơi đẹp quá đi á, xuất sắc cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Chị khách nào mà mình thích đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mặc mà sang á thì mình chốt liền cho em cái mẫu đầm này. Đầm em bán rất là chạy luôn nha, từ 420 ngày hôm nay giảm mạnh còn 199.000 đồng, chỉ còn có hai size cuối cùng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523. Cả nhà đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha, chỉ cần bình luận phía dưới mã 1523 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nè. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn là đơn ha. Chị Lê Thị Hồng Thúy có đơn hàng, chị Thùy Giang ok chốt đơn luôn, mẫu đang mặc trên người mã số 1523 nha chị. Đặt hàng nhớ kỹ mã cho em, chỉ cần bình luận phía dưới nè, mã 1523, số điện thoại và có chia sẻ live stream mấy lượt, 3 lượt thôi là được ha. Mình chia sẻ lên tường nhà, mình chia sẻ vào nhóm và đều với chế độ công khai. K65 là mẹ mặc dạng ngang nửa ốp chân như thế này, thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài, còn nếu như mà mình không thích mặc dáng dài thì các chị mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo kích thước của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn ha. Chị Trang Diễm ok có đơn hàng, chị Thùy Linh ok chốt. Em nha chị Nhung Hoàng ạ, em chờ cả nhà mình mới vô nha, nhanh tay cả nhà ơi, số lượng có hạn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1523, 53kg, mình mặc trên size L sẽ vừa nha chị. Đầm có shop vừa đẹp vừa rẻ, mọi người mua đi, em cảm ơn chị Bình nhiều ạ. Ủng hộ đầm mới shop em từ đó cho tới bây giờ, mẫu đầm cậu đẹp hết, em cảm ơn chị Bình nhiều nha. Mấy hoa mai đây đẹp lắm em, mẫu đầm này đẹp lắm chị, nhìn bên ngoài đẹp hơn trên livestream nhiều luôn á. Nó vừa sang nè, vừa đẹp, màu sắc thì tôn da nè, form dáng đầm thì tôn dáng dễ mặc cực kỳ luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523 nha chị, đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em, chỉ cần bình luận phía dưới mã 1523, số điện thoại và có chia sẻ livestream mấy lượt, 3 lượt ạ. Mình chia sẻ lên tường nhà nè, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai. Còn hai XL ông shop em mới vừa hết hai XL rồi chị yêu ơi, hiện tại thì em chỉ còn cho chị yêu mình là size M với là size L thôi, 40kg cho tới là tầm 55-56kg. Cả nhà mình dưới 56kg thì mình phải tranh thủ ra hàng sớm, nhiều khi kết thúc bài livestream này em nó đã hết hàng lẻ rồi thì thiệt sự rất là ưỡn nha. Trời ơi váy đây nè cả nhà ơi, gam màu hoa rất là xuất sắc luôn, đẹp mê ly luôn nè, nhấn cái eo, dáng đầm phong xòe nhẹ, và với những cái mẫu đầm như thế này mặc lên nè, vừa tôn da vừa tôn dáng người mặc ha. Số lượng có hạn chỉ có bao nhiêu ạ? 199.000 đồng thôi. Cả nhà đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm, mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523, đặt hàng chỉ cần bình luận phía dưới mã 1523, số điện thoại và có chia sẻ mấy lượt, 3 lượt thôi là được nè. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình, mình chia sẻ vào nhóm nè và để với chế độ công khai như vậy là ok ha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm, cả nhà số lượng có hạn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số 1523 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. 54kg mặc size L cho em là vừa nha. Cho chị hai chiếc size M gửi về địa chỉ cũ đem. Ok chị mình luôn ạ. Miễn ship đơn bao nhiêu, miễn ship em đơn 600.000 đồng là mình đã được miễn phí hoàn toàn quốc rồi chị. Rất là nhiều chương trình ưu đãi luôn. Đừng quên ấn theo dõi trang bên em để mà mình cập nhật được nhiều mẫu đầm rẻ đẹp khác ha. Chia sẻ ra chuyên ba lượt, mã là 1523, nhớ kỹ mã giùm em nha, số điện thoại bình luận ngay phía dưới để đặt hàng nha các chị ơi, đang nhập giá đó. Các chị mà đang kiếm một cái mẫu đầm ren đi chơi đi tiệc đều được thì mình chốt ngay cho em cái mẫu đầm này nha. Hôm nay trùng hợp một cái là đang trong cái chương trình sale rẻ cho chị em mình luôn, em sale nhanh có 3 phút thôi, cạnh mình tranh thủ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1548, hôm nay sale rẻ chỉ còn bao nhiêu ạ? 199.000 đồng duy nhất trong bài lại trường ngày hôm nay. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1548, chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, chỉ cần bình luận phía dưới mã 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Đầm thấy cái sợi là cổ V ha, tay ngắn, dáng eo, dáng đầm phong xòe xòe nè. Em cao mét 65, đầm này mặc dạng ngang nửa bắp chân ha. Thích mặc dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên lại cắt ngắn. Với cái tông màu đen này thì phải nói là dễ mặc cực kỳ luôn. Da trắng là mặc rất là đẹp rồi nha. Nhưng mà chị khách nào da ngăm ngăm chút liền da mẫu đầm này mặc lên nhìn mình trắng ra vài tông luôn đó. Dễ mặc cực kỳ và nhìn mình phải gầy đi phải tầm mấy ký, tại vì đầm này hồi bữa em bán cho mình là 480 đúng không? Rất là nhiều chị lại tận cửa hàng hoặc là review sản phẩm đó là cái mẫu đầm này mặc lên
nhìn chị ốm đi nhiều đó em. Trời ơi rất là vui luôn á các chị ạ. Và ngày hôm nay mỗi size thì em chỉ cần cho mình có mười mấy chiếc thôi, em sẽ sale nhanh cho mình 3 phút ở đây. Chị là đặt hàng kịp em giảm cho mình còn 199.000 đồng nha. Về nhà dở ra đảm bảo là cái chuyện chị có bất ngờ thôi, đầm rất là đẹp luôn. Cái chất liệu vải ren dày dặn vừa phải nè, giặt tay giặt máy được, êm lắm, mềm nha cả nhà ơi, mặc lên thích cực kỳ luôn. Chỉ có bao nhiêu? 199.000 đồng thôi. Mã số sản phẩm là 1548. Cả nhà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Bình luận ngay cho em mã 1548 kèm số điện thoại cho em là ok luôn. Chị Thiên Mỹ ok có đơn hàng, chị Diễm Lê ok chốt đơn nha. Còn chị khách là mình đặt hàng nữa ngay bây giờ mình tranh thủ. Thấy chị không em, thấy chị ơi, mình cứ việc đặt hàng đi bên em tư vấn. Mấy đợt thì em có về cho cả nhà mình á, ren hoa, ren bi, ren caro, đó ren họa tiết thì em cũng đã về khá là nhiều rồi đúng không? Đợt này thì về cho cả nhà mình á, cái ren họa tiết kiểu kiểu nó sẽ lạ hơn một chút xíu. Chị khách nào đã là tín đồ của đầm ren rồi thì cho dù là mình đặt hàng ren của shop từ năm này qua năm kia thì cũng không bao giờ sợ bị đụng hàng cả. Form đơn giản nhưng mà nó sẽ có thay đổi chút ít nha, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn đâu. Đó, nó sẽ thay đổi nè về form, về cái màu và về cả cái họa tiết ren của em nó nha. Vẫn giữ được độ mềm mại, cả nhà yên tâm em để xong vải ren xịn xò cho mình không à. Dạ 63 cái mặt hay thì chị, em đang có 4 size đó chị, mình cứ việc đặt hàng thoải mái. Mã là 1548 với số điện thoại nha. Hôm nay sale rẻ rồi chị, có 199.000 đồng mà đầm thiết kế nha. Dạ em đang mặc trên người mã 1548 đúng rồi chị ơi. Chị 45 tuổi mặc được không? Sao không được đó chị ạ. Đầm may shop em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà tầm u 35-38 á, tầm u 30-40 á chị trở lên á thì chị mặc hợp và rất là sang luôn chị. Mình cứ yên tâm đặt hàng thoải mái nha. Đó, nhưng mà với cái em váy này thì chị nằm mười mấy 20 thì mình bon chen cũng được, tại vì cái mẫu đầm này á nó không có kén người mặc đâu. Da trắng hay ngâm mặc được nè, dáng người gầy hay trần người mặc được luôn, thậm chí là không có kén, không có và có sự khác biệt về tuổi tác luôn đó chị. Trẻ trẻ mà cũng được, mà đầm này bên em thì chuyên về thời trang trung niên cho nên mấy chị khách trung niên mặc sẽ hợp hơn và nhìn sẽ đẹp hơn nha. Chị Lê Như có đơn hàng, chị Trương Ngọc Ánh ok chốt đơn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1548 này, chị đặt hàng nhớ chị mã cho em. Mấy màu vậy shop ơi, một màu duy nhất nha. Chị khách nào đã có cái mẫu đầm này trên tay giá 199.000 đồng thì đừng quên mai mốt quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha. Đầm đẹp lắm nha shop, bữa chị mua hơn 400 đó. Em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Đầm này giá gốc bình thường em bán cho mình 480, ngày hôm nay chia sẻ livestream 3 lượt em giảm giá luôn 199.000 đồng. Đảm bảo trên thị trường không shop nào làm lợi shop em luôn ạ. Dạ em 75, em 75 mình mặc size L là vừa nha chị, đang có 4 size. 55kg mình đo vòng eo, cả nhà đo ngang khuỷu tay dùm em hoặc là đo trên rúng cho nó nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất luôn. Nếu như em dưới 75 thì mình mặc cho em size L, em trên 75 mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha chị. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn là nâng thêm ha. Nhanh tay thì đảm bảo là còn hàng cần size đó, nhưng mà nếu như chậm tay quá là nó hết nha. Mới vừa về cho cả nhà mẫu sơ mi hơi vệ sinh luôn hả. Nền vải sẽ là màu đen nha và có phối cho cả nhà mình hoa, hoa nhỏ vừa có nè, hoa nhí nhí xung quanh cho mình. Với cái gam màu nền đen và màu hoa thì màu hồng hồng trà sữa rất là dễ thương luôn. Màu hồng này không phải là hồng sen hay là màu hồng đậm đâu nha, màu hồng trà sữa nhạt nhạt cho mình rất là ngọt ngào luôn hả. Trước về vải von hàng cao cấp nha cả nhà ơi, váy này may hai lớp kèm hai túi nha. Mỗi lần mà em báo von hàng là các chị mình chỉ có mê thôi à, tại vì dòng vải von hàng bên em rất là đẹp luôn. Mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái nè, mặc lên thì siêu bền. Và bên trong á thì em lót thun cô tông cho mình luôn nha. Nguyên cả một cái em váy sơ mi này ngày hôm nay sale rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Từ 499.000 đồng xuống chỉ còn có 349.000 thôi. Rẻ rề được thôi, có 350 thôi à. Còn rẻ hơn là cả nhà mình đi may nữa đó. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1586, số lượng về ít nha, cả nhà tranh thủ đặt hàng sớm. Và yên tâm đi, không bao giờ mà đụng hàng với những shop khác đâu, tại vì đầm này bên em tự may, tự thiết kế và tự sản xuất luôn ha. Hoa rất là xinh luôn, có 349.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586, đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em. Chỉ cần bình luận ngay phía dưới mã số 1586 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Chị Bích Phượng ok có đơn hàng, chị Nhi Nhi nè, chị Nguyễn Trúc ok chốt đơn. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa bây giờ mình tranh thủ nha. Chị Thanh Ngọc sơ mi bên shop chị ơn lắm nha, mặc đi đôi cũng khen em, cảm ơn chị mình nhiều ạ. Bây giờ sang nằm sơ mi để mặc một tháng không đụng hàng, em cảm ơn chị mình nhiều luôn nha. Đầm rất đẹp và cực kỳ rẻ luôn, và như cả nhà thấy từ trước cho
tới bây giờ á, các trường đồng hành bên em 5-7 năm nay rồi, có cái mẫu sơ mi nào em về mà đụng hàng với những mẫu trước không? Hoa cũng khác, màu cũng khác luôn, giống là giống ở cái cổ thôi. Đợt nào cũng về tay lỡ nè, tay ngắn này, tay lỡ này, tay dài cho mình, tay bình thường cũng có, mà tay phồng cũng có, mà tay hở gấp lên cũng có luôn, rất là đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ mình thấy cái mẫu đồng này thì mình chốt liền cho em mã số 1586 nha. Đó, qua đợt này là đợt sau kiếm không ra đâu nha, nhất là những chị khách mới vừa biết đến với shop em đó, em báo trước rồi nha. Tất cả những mẫu đồng em chỉ về được đúng một lần rồi qua luôn, chứ không về đi về lại. Vậy này vậy von hàng cao cấp, cả nhà có thể giặt tay giặt máy thoải mái cho em luôn, được có đúng một màu thôi nha. Hai lớp kỹ lưỡng kèm hai túi, em coi như vậy giả đem cao 1m65, chị đầm này mặc dài ngang được bắp chân của em đây, khá là dài đó chị ạ, dài qua gối như thế này nè, đó dễ thương không? Thích mặc dài dài để dài dài cho em, còn chị khách nào không thích mặc dài lên like cắt ngắn, em ở đây em cao 1m65-66 nha. Chị nào mà mình cao tầm 1m7 hay 1m72-75 gì đó mặc vẫn qua gối bình thường thôi à. Dạ 63kg mình mặc 2XL cho em là vừa chị. Chị Trần Ngân ok có đơn, chị Thanh trước một chiếc luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm là 1586, đặt hàng nhớ kỹ mã cho em 1586, kèm luôn cho em cái số điện thoại, cho nên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm. Đầm siêu xinh, giá siêu hời, giá này là giá em chốt like thôi nha, không có áp dụng bên ngoài đâu. Chị khách nào lại tận cửa hàng hay là mua những bài livestream khác thì mình vẫn mua giùm em với giá tiền là 499.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay sale rẻ luôn, chỉ có 349.000 đồng thôi nha. Xe bảy giờ cả dùn em hồi hộp hơn cả cho mình nữa đó, sợ cái cho mình đặt hàng không kịp, thời lượng livestream có 3 phút thôi à. Đây mình nhìn kỹ giùm em nha, hoa của em nó màu hồng hồng nhạt nhạt như thế này, hoa nhỏ vừa có nè, mấy cái hoa này nhỏ thôi ha chứ không có to, hoa nhí nhí xung quanh nè, dễ thương chưa ạ. Nhìn một phát thôi là cái dùn ghiền rồi, trên livestream là đã thấy đẹp như vậy rồi, ở bên ngoài còn đẹp cỡ nào rồi đúng không? Dạ em 74 mình mặc cho em size L là vừa nha, 60kg, cao 1m54 hả chị? Rồi cao 1m54 thì mặc dài hơn em nha. Em cao 1m65 á, mà em mặc dài qua gối như vậy nè chị, dài ngang được bắp chân của em. Mình cao 1m54, dài thêm 1 khúc 10cm cho em ha. Rồi nếu như mà chị 60kg mình đo eo, đo ngang khuỷu tay đi qua, hoặc là đo trên rúng cho là nhỏ nhất, đo vô là chính xác nhất. Em dưới 80 mình mặc cho em size XL, em trên 80 mình mặc 2XL nha. Được kiểm tra hàng không shop ơi? Thoải mái chị ạ. Nhận được hàng bên em được kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán nha. 10 giây cuối cùng kiểm tra kỹ lưỡng lại giúp em một lần nữa, có thiếu mã số không, thiếu mã số bổ sung vô nha. Mã 1586, đặt hàng nhớ kỹ mã 1586 và số điện thoại, chị khách nào thiếu mã sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale ạ. Em xe máy này xinh quá là nhờ, chỉ có 99.000 đồng thôi nha. Cố gắng mình đặt hàng sớm nha, em chậm tay quá nó hết hàng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Đồng này cái sợi cổ V nha cả nhà, tay lỡ nè, vai hơi phồng một chút xíu, nhánh cái phần eo, dáng đồng phong xòe tròn tự nhiên dễ thương ha. Đồng này chất lại vậy von tâm cho chị em mình. Váy này thì chắc chắn là em sẽ may kỹ lưỡng cho cả nhà mình là hai lớp luôn đó. Nên vậy sẽ là màu xám xanh nha, và có phối cho cả nhà mình hoa. Hoa như thế này, hoa màu vàng đậm vàng nhạt có nha. Rồi xung quanh có hai nhỏ nhỏ cho mình trải đều trên nền vải. Phần tay này em sẽ may một lớp thân váy kỹ lưỡng nha cả nhà mình luôn là hai lớp nha. Có khóa kéo phía sau lưng dễ thương không? Rồi em váy xinh như thế này mà ngày hôm nay sale chỉ có 99.000 đồng thôi nha. Mình đặt hàng cứ việc bình luận cho em theo cú pháp quen thuộc, mã số sản phẩm là 1535 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, mình có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Hiện tại thì shop đang có cho cả nhà mình tới 4 size lần, cả nhà cố gắng mình đặt hàng sớm nha. Từ 40kg cho tới 656kg, đa số thì em còn xem M thôi. XL còn có 2 chiếc, XL 1 chiếc và XL chỉ còn có 1 chiếc thôi à. Thường thường em xem váy cho cả nhà mình á, phải váy lẻ size hoặc là váy gần hết hàng, thì em váy này cũng chính thức là gần hết hàng luôn rồi đó. Đa số còn có size M, size M thì dưới 52kg nha. Còn lại là L 2 chiếc, XL 1 chiếc, XS 1 chiếc. Bây giờ chỉ còn 1 chiếc em đặt hàng thôi là nó hết veo và đã cố gắng lên đơn sớm nha. Dạ 50kg mặc size M là vừa. Chị Cai Nguyễn có đơn hàng, chị Tuyết Nhi ok chốt nha, chị Bảo Châu ok có luôn à. Mẫu đang mặc trên người bản 1535. Có giao hàng không shop ơi? Có chị ạ. Không những em giao hàng về tới tận nhà cho chị mình nè. Nhận được hàng mình được, còn được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nữa. Ngoài ra mình shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay, mình dùng đơn hàng cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Cố gắng đặt hàng phải thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535. Đặt hàng nhớ kỹ mã cho 1535 kèm số điện thoại. Chị Hồng Mơ ok có đơn hàng, chị Thanh Hằng ok chốt đơn luôn. Còn chị khách nào mà đặt hàng đầm đầy nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số, số điện thoại và có chia sẻ
đài Dream Gia Shop mấy lượt ạ. Mình chỉ cần chia sẻ cho em 3 lượt thôi. Mình chỉ cần chia sẻ lên tường nhà nè, mà chia sẻ vào nhóm nè và để với chế độ công khai là được. 64kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Tùy theo chiều cao và em tư vấn em 2X, em còn một chiếc cuối đó chị, mình đặt hàng thử coi kịp không. Chị Nguyễn Minh Thư ok có luôn. 99 ngày nào chiêu ạ? Rẻ quá giờ đúng không? Giá cũ bình thường em bán với cả những cái váy này là tới 399 ngày đồng. Và ngày hôm nay thì em sale hơn 50%, em sale 70% luôn nha chị. Chị còn có 99.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng nhanh cái mẫu đồng này em giảm giá sốc nha. Còn chị nào mà mình đặt hàng chậm quá là nó sẽ hết hàng. Cho mình cố gắng mình đặt hàng nào phải thiệt là nhanh, thiệt là sớm và đúng cú pháp luôn. Có chia sẻ livestream 3 lượt nữa, chia sẻ thì rất là nhẹ nhàng. Chị khách nào không biết cách chia sẻ thì mình tìm quyền trợ giúp từ người thân bạn bè ha. 3 lượt mới có 10 giây thôi thì mình sẽ được giảm giá từ 399 xuống chỉ còn có 99.000 đồng thôi ạ. Màu sắc dễ mặc ha các chị ạ. Chị khách nào mà mình nói là mẫu đồng màu vàng nó kén da thì mình chốt liền về mẫu đồng này. Mặc lên màu phát trở không những nó không kén da mà nó còn tôn da nữa. Quan trọng là mình mặc cái màu vàng gì thôi. Đây cái màu vàng nè, vàng đậm có và nhạt có nè, nó đang xen vào nhau. Xung quanh những cái em hoa màu xanh làm điểm nhấn nhỏ nhỏ li ti cho mình nữa thì cái gam màu này mặc lên á, ngược lại luôn nó còn rất là tôn da cho mình nữa. Chị Sammy có đơn, chị Thanh Nguyễn ok chốt luôn ạ. Cho chị hai chiếc xem bờ đem ok có đơn. Chỗ hôm nay mua hai chiếc chỉ có 198.000 đồng thôi ạ. Bình thường mua một chiếc thôi 399.000 đồng, ngày hôm nay mua hai chiếc chỉ có 198.000 đồng. Đầm mới 100% và còn tem mát đầy đủ, cả nhà mình không cần phải lăn tăn suy nghĩ nhiều. Về nhà dỡ cái mẫu đầm này ra, thấy đẹp thấy ưng thì mình đừng quên quay lại đây comment review sản phẩm cho em nữa nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1535. Đặt hàng nhớ kỹ mã cho em, chỉ cần bình luận ngay mã 1535 kèm luôn cho em cái số điện thoại như vậy là ok rồi nha. Giá 99.000 đồng. Em váy sơ mi 1461 siêu dễ mặc luôn, hôm nay em sale rẻ cho chị em mình đây ạ. Đầm này thiết kế xà là cổ sơ mi cả nhà ha, tay ngắn nè, nhánh eo dáng đầu phong xòe xòe. Em cam váy 65, đầm này mặc dài ngang nửa bóp cho mình như thế này nha. Chân váy sẽ xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau cho mình như thế này luôn. Hôm nay sale rất là lớn cả nhà, giá tặng cho những chị khách quen và cũng coi như là giá làm quen với những chị khách mới. Mã số sản phẩm 1461 ngày hôm nay em sale giảm giá cho chị em mình luôn, chỉ còn bao nhiêu ạ? 149.000 đồng thôi, chỉ có 149.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Mã số sản phẩm là 1461. Chị khách nào mà đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số số điện thoại và có chia sẻ livestream cho shop 3 lượt là được. Mình chia sẻ lên tường nhà, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai cho em ha. Chị Hải Minh ok có đơn hàng, chị Lily ok chốt đơn luôn. 1461 ngày 149.000 đồng thôi ạ. Mình mua tại cửa hàng của em hoặc là những bài livestream khác là 450.000 đồng cả nhà nha. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay em sale cho mình hơn 50% luôn, chỉ có bao nhiêu ạ? 149.000 đồng thôi ạ. Đầm này chất liệu vải chiếc phong cao cấp nha, váy siêu đẹp, mặc rất là mềm luôn, không những nó mềm, nó còn mát nè và nó còn rất là nhẹ. Bên trong đúc lót thun cô tông cho cả nhà luôn ha, rất là xịn sò. Nguyên một đầm này 149.000 đồng, đầm còn tem mát đầy đủ và mới 100%. Ngày hôm nay thì 149.000 đồng thì chắc chắn là lỗ vốn rồi, nhưng mà chấp nhận cả nhà ơi, em sale rẻ nha, giá tặng cho chị mình, tặng cho những chị khách quen đã đồng hành với bên shop mấy năm nay và cũng coi như là giá làm quen với những chị khách mới. Em khuyến khích chị khách nào mới vừa biết đến bài shop em chốt liền cho em cái mẫu đồng này, tại vì mấy chị khách quen thì đã quá quen thuộc với chất lượng và uy tín bài shop rồi đúng không? Đó, rồi chị Nguyễn Thị Nhãn có đơn hàng luôn, chị Hoài Hoài ok chốt đơn luôn hả? Chị Ngọc Lan ok chốt này, chị Thanh Thanh có đơn 1461 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm mã 1461 kèm số điện thoại. Nền vải sẽ là màu trắng nha các chị và có phối với mình những cái họa tiết hình hồng lạ mắt. Thì cái phần chân váy zip như thế này không phải là lần đầu tiên em về cho mình ha. Đó, đây là lần cuối em về cho mình rồi. Đó, và đợt sau em sẽ không có còn về kiểu này nữa. Các chị mình thích thì ngay bây giờ mình chốt liền cho em, cẩn thận kẹp hết. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1461. Đặt hàng nhớ kỹ mã cho 1461 kèm số điện thoại. Em cam mấy 65, đầm này mặc dài ngang được bắp chân như thế này. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì các chị mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo thích của mình mà không hề sợ bị mất form. 63kg mình mặc cho em size 2XL là vừa ha. Chị Trúc Bùi ok chốt đơn, chị Kim Ngân nè, chị Thanh Loan ok có luôn ạ. Còn chị khách là mình đặt hàng đồng này nữa thì bây giờ mình tranh thủ ha. Đồng ơi sắp chị mua nhiều rồi, mặc rất ưng, em cảm ơn chị mình nhiều ha. Em mặc trên livestream như thế nào về nhà cả nhà nhận được hàng y chang như vậy luôn. Và khi các chị mình nhận được hàng tại nhà, các chị mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Em có kèm thêm hai cái sợi dây nè để mình buộc eo á. Thiệt ra mà nói á, mình không có cần buộc cũng được các chị ạ. Tại vì cái đồng này em mặc lên á thì cái form của em nó đã quá vừa với người của mình rồi.
nó không có còn dư gì nữa cả, rất là vừa với người của mình luôn, cho mình không có cần phải buộc em cũng được luôn á chị ạ. Nhưng mà lỡ như mà một số chị khách nào mà mình mặc nó hơi rộng một chút xíu thì mình cũng có thể là buộc lại ha, nó không có cần phải mất thời gian mất tiền bạc đi bóp em chi, có cái sợi dây sẵn tiện có sợi dây mình buộc lại luôn là cũng rất là thuận tiện đúng không. Rồi bây giờ cả mình có chia sẻ là cho sắp chưa, yêu cầu nho nhỏ của em á là các chị mình chỉ cần chia sẻ cho em 3 lượt thôi là được rồi, mình chia sẻ lên tường, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai, em giảm giá cho mình luôn, chị còn có giá tiền bao nhiêu 149.000 đồng thôi đó. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, mã số sản phẩm 1461 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Chị Thúy Đào ok có đơn hàng, chị Vân Vân ok chốt đơn, em tấm tư mình mặc 2XL trên là vừa chị nha. Em cao bao nhiêu vậy? Dạ ở đây em cao 1m65 chị yêu nha, em cao 1m65 đầm này mặc dài ngay nửa bắp chân, đầm này thì em sẽ mặc dài qua gối, thích mặc dài để dài không thích mặc dáng dài la lai, mà thậm chí chị khách nào mà mình cao 1m72 vậy đó mình mặc vẫn dài qua gối bình thường nha. Em còn 10 giây cuối cùng mình kiểm tra kỹ lưỡng lại dùm em một lần nữa, mã số xuyên hội và có chia sẻ livestream 3 lượt, mã là 1461 nhớ kỹ mã dùm em nha.